Giờ mọi người theo dõi gia đình mình nhé. Chắc mình chở hai đứa lớn qua nhà chị gái của mình. Tại vì thường là chỗ bác sĩ người ta không có cho chở theo mấy người mà không có bị bệnh đi theo đâu mọi người. Hai đứa lớn của mình này đang sao nè. Hôm nay không có chở đi học được do là buổi tối chồng của mình cũng bị sốt nên anh không có chở hai đứa nhỏ đi học được, cho nên là hôm nay hai đứa nhỏ ở nhà luôn. Mọi người đi AC say hi. Hello. Đi bộ mình mua bóc bằng mấy hai con đây là đường đi nhà chị gái nè, đây là cây tre nè, mùa măng rất là nhiều luôn, nhưng mà lúc trước mình cũng tới đây bẻ măng á, xong rồi chủ nhà bán cho người khác, xong rồi mình đi xin cái chủ mới nè không có cho đi bẻ măng chỗ đó nữa, cho nên là mình đi kiếm chỗ khác mình đi bẻ măng. Cũng sắp tới mùa măng rồi, tháng 5, tháng 6 rồi có măng rồi. Nhà chị gái rồi, nhà mình qua nhà chị gái chắc tầm 15 phút. Chỗ chị gái mình sống chỗ này cũng có người đồng bào của mình à, chỗ này cũng là người đồng bào, còn nhà của mình không có người đồng bào, chỉ có một nhà của mình thôi. Đây là nhà của chị gái nè. Hả? Cứ bây giờ đi bà. Con cái của mình thức rồi hay sao? Tưởng là nó đang ngủ trong xe chứ, nhưng mà nó thức rồi. Mình vô trong này chơi chút xíu nha, tại vì hẹn tới 2:30 chiều, giờ mới 1 giờ thôi. Chở con cái của mình đi khám xong rồi nè, nhờ đi đón hai đứa lớn ở nhà chị cái, xong rồi nhờ chị cái massage chân cho mình hay là tay cho mình nhé, tại vì mình hơi mỏi quá. Cô tiếp rồi. Hôm nay không có lạnh nhưng mà gió lắm mọi người. Đây mọi người có thấy không? Lá khô này nó vẫn nhúc nhích nè, cực kỳ gió luôn, gió mạnh lắm. Chỗ này là toàn là building mới, nhà mới người ta mới xây xong rồi.
quay xung quanh cho mọi người xem nha. Đây, chỗ này là chợ hay là nhà bán thuốc hay cái nọ cái kia. Chỗ này nó gần downtown Charlotte luôn. Đợi xíu quay cho mọi người xem nha. Đó, bên kia kìa. Bên kia là downtown. Chỗ này mà ai mà thuê nhà chắc mắc lắm. Tại vì chỗ mình ở ngày xưa nó lên tới 1.200, 1.300 một phòng mà, giống như một phòng là một tháng là ví dụ là 1.200, 1.300 là tầm 26 triệu, 27 triệu vậy đó. Đấy, con cái của mình khám sơ sơ thôi mọi người, chỉ khoa mà nhẹ bụng xong rồi con tai cái nọ cái kia thôi mà lấy tới 150 là 3 triệu mấy luôn mọi người, cần 4 triệu hả? 3 triệu mấy là sao? Không có cho thuốc hay là không có cho gì hết. Hi baby, hi my baby. Hi Charlotte. Ôi à. Thank you. Bị sốt cần 4 ngày rồi. 4 ngày rồi phải không? Giọng của nó khang khang rồi. Thấy tội quá. Bị bên ngoài luôn, làm cũng không yên, cứ ở nhà ngoài. Mình ở nhà hôm qua với lại hôm nay cảm giác giống như mình cũng sắp bệnh theo luôn, mệt mỏi trong người ghê luôn. Đây, quay cho ta sao này. Đây, quay cực một xíu nha. Mùa này thì nhìn không có đẹp khi nào mà tháng gì ta, tháng gì có hoa ta. Tháng 3, tháng 4 đẹp lắm. Toàn là người ta trồng hoa hay là cái gì đó. Chỗ này người ta trang trí hay gì đó, rất là đẹp luôn. Đây, ta thao này. Mình rất là mê chỗ ta thao của chỗ mình ở lắm. Mình thường đi chỗ Queen hay là Raleigh, thấy ta thao bên đó hơi nhỏ, như là không có nhà lầu như thế này. Bên kia kìa, tháng 3 vậy đó, nó rất là đẹp, với lại nhiều người Mỹ họ đám cưới hay gì đó họ thường tới đây chụp hình á. Chỗ này nè, chỗ này giống như công viên á, người ta đi dạo đi bộ nhiều lắm, chạy bộ hay gì đó. Còn cái này là trường CVC, trường đại học bên Mỹ nè. Đây, cái nhà này nè là trường đại học bên Mỹ nè. Nó kế cùng nhà bệnh viện hay cái gì đó luôn. Đây, đó là đường học. Đây là công viên nè. Cái cầu này cũng có nhà mấy người mà
Vua Gia Cử họ nằm ở dưới cầu này nè. Nằm ở hứa không nằm. Họ ở dưới cầu này nè. Hai bên này nè, toàn có người ở này, ở này. Do họ thích ở gần đây này, họ thích ở Đèn đây giao này, thông do là chỗ này là có đèn giao thông này, họ đứng chỗ này xin tiền này. Không biết có thấy không? Thấy không? Bên này không có cái bên kia. đó. Mọi người có thấy người đứng bên kia không? Cái gì? Đang xin tiền đấy. Đây, đây này, đó này, có hai người luôn này, còn một người nữa này, đây một người nữa này, đó hai người luôn. Đó là quay đi, sao đi, tay đi nhanh quá. Sân Vân Đông, sân Vân Đông nè, người ta chơi football hay là cái gì đó. Chỗ này là cái chỗ này là sân lớn ở sau lận luôn này. Đây quay thường là giờ này hay kẹt xe lắm, từ 3 giờ tới 5 6 giờ là kẹt xe quá trời luôn. Chắc do từ đường này này, xin qua đường này này. Đường ngoài vô đường trong. Đây về lại tới nhà chị rồi nè. Ơi. Yeah.
vợ. Vợ là sao vợ? Bọp. Bác sĩ ra đây.